Hợp tác xã San Tế Nông Sản Cao Phong, tên thương hái là San Tế Farm, lấy thành lập quả bách khóng sở hệ từ bươn bẹt vì sông bà xe bẹt. Tiến thân là nhóm sản xuất co mì nhỏ mì bôi Thanh Thúy. Chờ bà Hành thành lập hợp tác xã mì chế thành viên, mì diện tích sản xuất dịp sông 7 ha, mà hoàn ní hợp tác xã lại thu hút 6 ha thành viên, mì diện tích sản xuất là dịp sông 3 ha, tập trung dù thị trấn Cao Phong, xã Tây Phong, Bắc Phong, Hỏa Tu Phong. Hợp tác xã mì ngừng cực cốc đều lấy một tí kịp, khiến hợp tác xã phải nằm các nèo cam CS1, cam xã đoài, cam canh, cam về sòng. Hợp tác xã lại hết liên kết chuỗi thực phẩm Kim Bạch Hà Nội, chuỗi thực phẩm Kim Bạch Thanh Hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử 73 quảng bá khai lấy sản phẩm. Cùng bà nằm pi léo, hợp tác xã còn lại hết giỏi quy trình sản xuất trăm năm qua lấy lấy cấp chứng nhận Việt Gáp, chứng nhận sản xuất an toàn. Song tỉnh xam diện tích nằm cam các thành viên có lẽ hết xoài việc sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, mì nguồn gốc hữu cơ bể trăm khuôn, mà sử dụng khuôn bể trùng quế, phun quả tưới dịch trùng quế bể tăng sức đề kháng hớ co, lăng trở thu hoạch quả xoài hớ mì khả năng, ở cũng hạ còn dòng bà đấu nuổi quái lấy xoài. Với cái sản xuất Việt Gáp thì mình cũng tham gia vào hợp tác xã. Hôm năm lờ hết chín hết lào Việt Gáp, xã hơn khoái xê có hết tham gia kháo hợp tác xã, mà là hết thoái đều chuẩn kẻ hợp tác xã. Tuyệt đối bà phương hàng mái nhá, hàng mái nhùng khướn nuổi, bấy phòng bán tờ bóng thức nhằn, mà lờ chăm làm nuôi cam chủ yếu xê bằng khuôn bàn chuông mục, mà lờ phân vi sinh giảm thiểu vẹt xì phân hoái, khuôn bàn hóa học, mà lờ hàng máy ra tờ bóng thức nhằn, bù lái xê chất lượng nuôi cá chép, mà là giá cá pi ní xê có bờ hàng liêu pi quản, khuôn xê có tùy khắp từng loại cam. Tùy theo từng loại cam. Bảy bà nhục nhò săn lưỡng qua chất lượng sản phẩm. San Tế Farm và của bà chú chóng khâu sản xuất trăm khuôn nhằm liên kết năm trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bảy bà lắp đặt mô hình xuồi phân loại xử lý bọc màng sinh học đảm bảo quản năm giòn hệt sản phẩm khóa giãn nhãn tem truy xuất gốc tích. Năm bà mỹ mục tiêu cam sử khóa nâng tầm thương hiệu cam Cao Phong. Hợp tác xã San Tế Nông Sản Cao Phong, Lê Mì nằm cách hết bạn ngầm, hóa hợp phù hợp giòn, hạn chế sử dụng nằm khuẩn hóa học, khuyến khích sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, mì nguồn gốc hữu cơ, khoa sản xuất bể hơ ọc, nằm cả trái cam an toàn, giòn gần sự cân lạch toán nhắn. Hoa là sản phẩm cam quả thắng cao cấp gắn năm chuỗi sản xuất theo tảng hữu cơ vì môi trường lẽ. Năm ba giòn kẻ hợp tác xã, lựa chọn là sản phẩm ô cốp pi sông và dịch cáo. Sản phẩm cam quả tặng cao cấp kết hợp tác xã lấy bánh phóng theo tiêu chuẩn xăm xoài, xoài đin, xoài nghèo, xoài từ can trở. Năm 3 dòng mỏ hoạt trở ní, cam có bánh quả tặng cao cấp San Tế Farm lấy sản phẩm thứ cua kẻ huyện Cao Phong lấy đánh giá tiêu chuẩn ô cốp xỉ Lào. Ngoài cái đạt tiêu chuẩn cam canh tác đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nó tiêu chuẩn cam canh tác theo Việt Gáp C1 khoái cơ nhằng chú chóng, khâu sơ chế mà là thu hoạch. Cuồng chờ cam thu hoạch mồm C có chỉ tập kết mà sướng, mà là cai phải sai chuyển sơ chế cam có chỉ lấy sụp mà là xuôi ozone, lách tí hơi đi mà là xây khổ, tông hỏ. Khâu tuyến chón kèm một khoái C rất là đi mà là khắt khe, mà là ba bì kèm một khoái có Pata phù hợp nam lờ thì hiếu kẻ cần tiết dùng. Chưa hết biết dòng nán C thể hiện cam kết mì cục thịt xuất xứ kẻ một khoái đối nam lờ cần tiêu dùng. Mà lờ một khoái có chỉ chiếu trách nhiệm nam lờ cần tiêu dùng 30 chất lượng sản phẩm. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng về vấn đề chất lượng sản phẩm. Hiện nay đối với Cao Phong thì trong cái thực hiện đề án hiện ní xe dù cam Cao Phong cuồng hết bài đề án ăn tầm ná dưới hết bay ăn tầm mẫu tập khoảng 14 ha, diện tích ní xe có 9 năm thuần xe cam định hướng có chỉ hết mô hình điểm bài hớ bồ mế pi nóng mà học tập bấm nắn xe có chỉ mẹ quáng nhòm ní hê ti mà ín mà giam mà là du lịch trải nghiệm tham quan du lịch cũng như là trải nghiệm từ pi sau quán xịt giam sau hướng trà Bùi Thị Lan. Thị trấn Cao Phong bắt đầu nắm cam tỉnh diện tích xuất phát hườn hợp bàn mét vuông. Thử ý trộm lại dòng hộ khẩu, hoa dâm hưởng cực cốc ngân hàng hơn há hoài cho kịp, bé mẹ quáng hệt trên lào. Cam sản xuất ọ sao do nằm dòng hệt mối khai ọ nên giá cả cơ bảo ổn định. Vì sau bà dịp học, chờ ba hồi nằm cam, thị trấn Cao Phong lấy thành lập, Trà Lan lấy tham gia hệ đội viên. Hồi nằm cam thị trấn Cao Phong, mì bằng vai trò phổ biến kỹ thuật nằm quả trăm làm cam. Hôm nay sau đó thì khai lạch khớ sản phẩm cam Cao Phong. Từ ní sẽ sản phẩm cam kể cả khối viên hết ọ,
để hoàn mã tí lơ dê để bao tiêu sản phẩm mờ hết choát mật ra chân nắn lấy thì khai lạch lại tính hù hoạt nhớ nắn ba mì hối nằm cam thị trấn Cao Phong mà tác dần trà lan để tham gia chương trình nằm cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc tuân thủ theo bộ dòng kẻ chương trình xong khuẩn tưới nám bảo vệ thực vật thực loái thực chờ thực thời gian khóa cách ly an toàn mì ba kho sợ không xém kiếng quả ghi chép rõ ràng chờ bà thu hoạch cam sẵn lai nổi mong nám đa chất lượng giỏi nên bà rất trí thu mửa dùng dân xe rắc hờn trà làn cò khôn hay mật nớ ngân hàng ngân chèn cò mẻ quáng hơn so với những loại như là cây làm nông nghiệp mà so với lúa thì tất nhiên nó cũng sẽ hơn. Năm cam so huôm năm loái có năm ươn bên giòn ba có kháu có cờ lề xì hiệu quả năm cam có hơn. Nắn xê huôm năm lơ năm biết quản. Khởi ní xê giá cờ hề lồng mà lơ đầu tư tập. Tớ bóng tôi nhắn lại nên bà cả nông dân có khổ khẩu. Khoái có mong bà cả cấp cả ngành hết ở điều kiến hớ bù mấy pi nóng. Ăn thị ý xê thương hiệu cam có phải dừ lấy. Choi dưa bà mửa kỹ thuật hớ nằm giá hướng năm cam và căn mà biển ná phá khứ. Kỹ thuật về cam này để giúp cho mọi người cùng phát triển thôi. Hồi cần năm cam Cao Phong mì hân học sĩ phổ viên tham gia, mì diện tích khoảng một hoài học sĩ bẹt HA, một hoài văn hóa diện tích 5 theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hội viên đều mì trình độ thâm canh, hưng, mửa khá sung. Hết chú khoa học kỹ thuật, mưa xếp năm hơn mở, nguồn nám, cái táo tiên bạch, chăm làm, khuôn theo quy trình sản xuất bạch, cách xam bươn, trừ quần, thu hoạch, dâng và phun cả loại hàng máy, giặt bóng tốt nhằn, cam đều mì nổi, mau nám, lai vỏ móng, ví ban, hòm, thứ cua, tép lương, lai nẻo cam khớ và mì sau một kèn, phù hợp với nhu cầu khai lạch nên bà khai lạch có khá ổn định. Nèo cam canh, sẽ một lòng vàng, lề lấy mưa khai. Giòn cơ bản, chủ yếu khai khạch kèn, mưa năm giòn hệt thu sứ tái xuân pha. Miền sắc khai ổn định từ sao bàn hoạt xả há bàn kịp tình cân. Hiến sắc khai lại khấn hòa xả chết bàn kịp tình cân. Năm ba mì chất lượng giỏi, mô man đi, sản xuất an toàn, có cam vẫn là co bút má thu nhập sung hứa cần nông dân. Sản phẩm cam Cao Phong, sản phẩm ô cốp thì có của hợp tác xã 3T. Sản phẩm cam Cao Phong lấy ô cốp, xe mì cam kè hợp tác xã Sam T. Cuồng hối năm xe một khoái chủ yếu cơ vấn bên Việt Gáp. Tình góc đố cái hối mà là cá nhân khoái có còn, thực tráng cam Cao Phong xe cần tác anh lái. Cam năm dù Cao Phong xe rất là hợp đin, nên bà rất chậm. Cài một song chu kỳ canh tạc xe mì nằm ti hoặc sam chu kỳ, nên bà có thể thực thoái hóa, canh tạc bề theo khoa học. Trên ní xe phành mì chương trình tái canh, chương trình ní xe một khoái có còn cả cấp, cả ngành. Tóm hôm mưu trận đế bái cho dưa bổ mấy pi nóng, tái canh hết bên, cam Cao Phong. Bái đã sẵn tập mà lo dựt ở thị trường tập hơn mà lo cay hơn. Cam Cao Phong để sau này có những cái sản lượng lớn để vươn ra thị trường ở trường lớn hơn và xa hơn. Diện tích co mì nhỏ mì buôi toàn huyến Cao Phong hiến là một bản chết hóa xì xì phải xì hết à. Bà ba mẹ quáng cam theo tàng lấy hằng huyến có phải sớm phai một bánh bóng giả xuất nhỏ nằm cam theo quy hoạch tính bà cơ sở quy hoạch kẻ nam tính hiến mà huyến có khai quáng tỷ khai lạch mưa chủ yếu cả tính thành miền Bắc cuồng nắn sẽ tập trung có khai lạch Hà Nội mì hệ thống phân phối bán lẻ mưa năm giòn chất thí chờ đầu mối sáng nắn hàng pi huyến có bố trí nguồn ngân chèn bất tập huấn tất cả xã hưởng hôm nắn trời xưa xào chưa kịp HA bày cả dân lên mô hình nằm cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp mì năm định hướng mùa thoái văn hóa diện tích sản xuất cam tại địa bàn cuồng sẽ lại hết theo mô hình ní. Cam Cao Phong, Lê Qua Phình, về nằm giống con nằm chủ lực của mầm mẻ quán nông nghiệp tỉ bán khuồng, có năm mẻ quán quy mô sản xuất, chất lượng cam Cao Phong, có cả mưa cả chẹp, ban, quả mẫu mát đi hơn, quản nhờ ba kỹ thuật, mưa canh tác, quả quy trình sản xuất bạch, đáp ứng nhu cầu dọc học bành kể cả xứ gần lạch.